Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng chương trình thu âm Audacity. Mình mới phát hiện chương trình này hôm qua rồi. Chương trình rất là bé. Bộ cài của nó chưa đến 10 MB. Có thể chạy trên bất cứ cái hệ điều hành nào. Rất thích hợp để các bạn thu âm trực tiếp từ laptop hay là thu âm cho webcam. Đầu tiên là mình sẽ load từ mạng, đây là trang web của chương trình, hoặc nếu không tìm thấy hoặc không nhớ thì bạn search Google Audacity Enter, ghi thẳng phần download. Bản mới nhất là bản 1.3. Nếu bạn dùng Windows thì chọn Windows. Load save file, mình load rồi nên việc này dành cho các bạn. Nếu bạn muốn convert sang MP3 mà chưa cài cái encoder nào thì có thể load lên MP3 encoder, nếu có thì thôi. Rồi bây giờ chúng ta chạy luôn. Đây là giao diện chương trình rất là đơn giản. Bạn thử xem cái chương trình này tốn bao nhiêu RAM. Audacity đây 17 MB. Firefox, ôi trời. Đầu tiên là mình sẽ set up cái sao cạc của mình đang dùng là Creative Audacity. Mình chọn nó. Đây là input. Nếu bạn ghi âm từ microphone thì chọn microphone, hoặc là line-in nếu cắm từ line-in. Còn vì mình đang làm bài giảng này cần sound từ window, mình chọn what you hear, nghĩa là mọi thứ đang play. Mình thu âm từ có một mic thôi nên mình chọn mono. Còn nếu các bạn muốn tạo file stereo vì có nguồn stereo vào thì chọn stereo, mình chọn mono. Tiếp đó là set up một số thứ khác, chọn edit, reference, quan trọng nhất là recording. Thì phần này quan trọng nhất là cái check overdub. Overdub đây có nghĩa là nếu ghi âm một check mới thì sẽ play cả sao của check cũ. Cái này rất quan trọng. Ví dụ bạn thu âm một check đàn sau đó hát đè vào chẳng hạn, thì check overdub, cái này đã check sẵn. Tiếp đó mình xem quality. Quality này là cái file mà mình ghi âm trong lúc chưa convert sang file nào khác, có nghĩa thu âm sống, raw. Bình thường file wave chúng ta chọn tần số là 44.000 Hz, frame rate thường là 24 bit. Mình ok rồi, giờ ta thu âm luôn. Bây giờ mình sẽ thu âm trước track guitar. Record nha. Nếu mình thấy dài quá các bạn có thể zoom nó bé lại. Đó. Chương trình này thì nó tự tạo track mới, mỗi lần ấn record nó ghi âm vào track mới. Thế mình sẽ record file hát.
Mama, do you think they dropped the bomb? Bây giờ mình sẽ lấy lại nghe thử hạ. Nghe từ giữa này cho nó đỡ mất thời gian ạ. Mama, do you think they dropped the bomb? Hay quá. Mama, do you think they love the song? Rồi, rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm một số chức năng khác của nó, mặc dù hầu hết mọi người cũng chỉ dùng đến đây là hết, nhưng mà nên giới thiệu thêm. Chúng ta sẽ xem thêm một thử một số cái chức năng khác, ví dụ như effect. Đây có rất là nhiều effect có sẵn miễn phí vì bản thân chương trình này là mã nguồn mở. Ví dụ như compressor chẳng hạn. Các chỉ số threshold, ratio, take time. Giống như các cái compression khác, nếu mà các bạn đã dùng thì chú ý là sau khi mình ấn OK thì nó sẽ ảnh hưởng luôn đến tất cả các cái, nên ảnh hưởng luôn đến cái check mình chọn. Mama, do you think they dropped the bomb? Gớm quá. Mama, do you think they tried to break? Effect khác thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng và loại bỏ những phần không cần thiết trong check, ví dụ như là cái chỗ nào ồn. Ví dụ như mình muốn bây giờ mình muốn cắt những cái phần mà noise hay là không sử dụng đến đi, mình chọn nó. Rồi mình sẽ làm gì đấy? Mình silent. 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 Hả. Rồi thêm một chút fade in, fade out. Nghe thử. Rồi đây có một số thứ khác các bạn có thể tìm hiểu thêm, như cái envelope tune. Cái này thì sử dụng để mà làm to làm nhỏ những chỗ nào mình mong muốn, ví dụ chỗ nào chẳng mình muốn nó đến đây nó giảm xuống chẳng hạn, click vào đây một cái, cái chỗ khác một cái, kéo xuống chẳng hạn. Đó, thấy vẻ đi không? Hết đến đây lại quay to lên chẳng hạn. Nghe thử. Gì nữa nhỉ? Không, hết rồi. Bây giờ mình extract ra file MP3, export, option, quên chưa, chọn MP3 file.
option. Chọn dung lượng bạn muốn, cao nhất là 320 kb/s. Ok. Chọn file mình muốn. Ví dụ như là Kiss Me Mother. Save. Cái này là edit profile của cái file MP3. Không cần thì thôi, ok. Ok. Chua. Nhanh vậy đã. Rồi bây giờ mình mở file ra xem. Đây rồi. Kiss Me Mother. Nghe thử xem có ra gì không hả?